Xin kính chào tất cả cộng đoàn. Cộng đoàn đang theo dõi chương trình giáo lý Kinh Thánh của Tổng giáo phận Hà Nội với chuyên mục Học hỏi tin mừng theo Thánh Matthew. Trong tuần trước, chúng ta đã tìm hiểu chủ đề phải tỉnh thức và sẵn sàng trong Tin mừng theo Thánh Matthew chương 24 từ câu 37 đến câu 44. Tuần này, chúng ta sẽ học hỏi chủ đề cuộc phán xét chung trong tin mừng Matthew chương 25 câu 31 đến câu 46. Bối cảnh của đoạn tin mừng này là hình ảnh Đức giê Giêsu ngồi trên ngai để phân biệt chiên với dê, tượng trưng cho sự phân biệt giữa người lành và kẻ dữ khi Đức Kitô ngự đến lần thứ hai trong vinh quang. Để tìm hiểu kỹ hơn nội dung của chủ đề này, chúng ta sẽ cùng nhau lướt qua ba phần chính. Thứ nhất là ý nghĩa của sự tách biệt giữa chiên và dê Thứ hai là tiêu chí của sự tách biệt này. Và cuối cùng là hệ quả của sự phán xét. Giờ đây, xin mời cộng đoàn cùng tìm hiểu phần nội dung chi tiết. Một, cuộc tách biệt giữa chiên với dê. Trong phần mở đầu bản văn, Thánh sử Matthew miêu tả một khung cảnh hùng tráng trong ngày của Thiên Chúa. Con người ngự lên ngai vinh hiển với các thiên thần theo sau hầu cận. Nếu như hình ảnh chiếc ngai là biểu tượng của quyền lực mãnh liệt và vinh quang thiên chúa, thì hình ảnh các thiên thần là loài thiêng liêng quy phục diễn tả con người làm chủ nước trời. Chính trong bầu khí choáng ngợp hào quang, muôn dân thiên hạ tập hợp trước mặt đức vua để người tách biệt họ như chiên với dê. Nếu tách biệt là làm nên một khoảng cách giữa hai đối tượng, thì đức vua làm nên một cuộc phân loại giữa chiên đứng bên phải và dê đứng bên trái hình ảnh chiên và dê ẩn dụ cho hai thành phần khác nhau trong thế giới của con người nhắc đến chiên là gợi lại hình ảnh đàn vật được người mục tử chăm sóc trở tre ta biết chúng và chúng theo ta do đó chiên ám chỉ đến dân riêng được thiên chúa tuyển chọn là những người tin tưởng vâng phục và thi hành giáo huấn của người trái lại dê là hình ảnh tương phản với chiên là những người không nghe theo và không thi hành điều chúa dạy thế nên trong ngày cánh chung chiên sẽ được phân loại đứng bên phải là bên của những người tin tưởng vào thiên chúa và dê sẽ được xếp bên trái là nơi của những người không tin vào thiên chúa trong ngày con người ngự đến trong vinh quang, những người tin tưởng, phó thác vào Thiên Chúa sẽ được tách biệt ra khỏi những kẻ không tin tưởng vào người, như tách biệt giữa chiên và dê. 2. Tiêu chí của sự tách biệt trong cuộc phán xét Cuộc đối thoại giữa Đức Vua với những người bên phải và bên trái vén mở sự ngỡ ngàng bởi họ có bao giờ thấy Chúa là người đói khát, khách lạ, trần chuồng, đau yếu hay ngồi tù đâu mà trợ giúp. Thật lạ lùng, Đức Giêsu đã đồng hóa ngài với những người bé mọn đang gặp khó khăn và cần giúp đỡ. Khi làm việc đó cho người bé nhỏ nhất của ngài là làm cho chính ngài. Quả thật, những ai tin vào ngài thì sẽ thi hành giáo huấn yêu thương, phục vụ người khác như chính ngài đã yêu thương và phục vụ. Bởi vậy, đối với những ai đứng ở bên phải, họ là những người tin tưởng vào Thiên Chúa không chỉ bằng đức tin trong lòng, nhưng diễn tả đức tin ra bên ngoài qua những việc làm cụ thể giúp đỡ những người gặp cảnh bất hạnh. Hay như lời của Thánh Giacobbe, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Do đó, đức tin của những người đứng bên phải là đức tin sống động, là đức tin thật, đức tin thấm nhuần lời dạy của Đức Giêsu. Ngược lại, những ai đứng bên trái là người không sống đức tin cách cụ thể bằng sự giúp đỡ những người bé mọn, đó là đức tin chết. Chính vì vậy, tiêu chuẩn cho cuộc phán xét chung không đơn thuần chỉ là đức tin được tuyên xưng trên môi miệng, nhưng là một đức tin sống động cụ thể bằng hành động đối với người đồng loại. 3. Hệ quả của cuộc phán xét chung Thánh sử Matthew trình bày hệ quả của những người có đức tin chết sẽ phải chịu cực hình muôn kiếp và những người có đức tin thể hiện bằng hành động cụ thể sẽ được lãnh phần thưởng sự sống đời đời. Nơi có cực hình muôn kiếp được giáo huấn của giáo hội gọi là hỏa ngục. Đó là nơi vắng bóng thiên chúa tình yêu. Trái lại, nơi có sự sống đời đời được gọi là thiên đàng là tình trạng viên mãn tràn đầy ánh vinh quang của tình yêu thương thiên chúa và con người. Quả thật, lời dạy của Chúa Giêsu về hậu quả ngày cánh chung có mục đích nói đến trách nhiệm của những người không tin hay thái độ sống một đức tin chết trong cuộc sống hiện tại. Nhưng đồng thời, người khơi lên động lực thi hành việc bác ái của những người sống đức tin trong đời sống thường ngày sẽ được lãnh nhận phần thưởng sự sống vĩnh cửu trong ngày sau hết. Chính vì vậy, hình phạt và phần thưởng trong cuộc phán xét chung từ giáo huấn của Chúa Giêsu đề cập đến trách nhiệm và thái độ sống của những người muốn đón nhận hay từ chối đức tin vào người dưới lăng kính của tin mừng Matthew. Cuộc phán xét chung sẽ xảy đến trong ngày cánh chung, là ngày con người ngự đến trong vinh quang. Trong ngày đó, người sẽ là một cuộc tách biệt giữa những người công chính ra khỏi những người không công chính. Giữa những người thực thi lòng bác ái phát xuất từ đức tin đối với những người không tin vào Thiên Chúa hay những người có đức tin chết. Để từ đó, những người sống đức tin trong cuộc sống hiện tại sẽ được hưởng sự sống vĩnh cửu trong nước trời. Đồng thời, những người không sống theo giáo huấn của Đức Giêsu sẽ phải chịu cảnh xa cách Ngài đời đời. Bởi vậy, cuộc phán xét chung của Thiên Chúa là lời mời gọi người tín hữu ý thức về tầm quan trọng của một đức tin hành động trong bác ái, yêu thương và trợ giúp người khác. Vì chính Đức Giêsu đã đồng hóa người là những kẻ bé mọn đang hiện diện xung quanh thế giới con người. Kính thưa toàn thể cộng đoàn. Chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu chủ đề cuộc phán xét chung với ba phần chính. Một là cuộc tách biệt giữa chiên và dê. Hai là tiêu chí của sự tách biệt này. Và ba là hệ quả của cuộc phán xét chung. Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu chủ đề bí tích thánh thể, bí tích tình yêu. Mời cộng đoàn vui lòng đọc trước tin mừng Matthew chương 26, câu 17 đến câu 29. Chương trình của chúng ta đến đây xin tạm dừng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.